Sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8 năm 2022, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc triển khai ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu và ngày hội chiến sĩ hoa phượng đỏ, đoàn trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3 phối hợp cùng huyện đoàn Thanh Chương tổ chức ra quân chiến dịch chiến sĩ hoa phượng đỏ. Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên là giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, tham gia thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi, đền ơn đáp nghĩa. Đấy là lần đầu tiên mình tham gia chiến dịch chiến sĩ hoa phượng đỏ. Mình cảm thấy là cuộc chiến dịch này thật ý nghĩa. Còn không chỉ giúp mình có sức khỏe tốt mà còn giúp những người có hoàn cảnh neo đơn có nơi ăn ngủ nghỉ thoáng mát. Ngoài ra là mình có những điều kiện gặp bạn ra hãy chung tay lan tỏa những cuộc chiến dịch đầy ý nghĩa này đến với mọi người. Theo đó, trong dịp này, đoàn trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3 với sự tham gia tích cực của hơn 400 đoàn viên đã ra quân với nhiều hoạt động ý nghĩa như là vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường lớp, chuẩn bị cho một năm học mới đầy khởi sắc. Bên cạnh đó, đoàn trường cũng thực hiện công tác vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, gia đình neo đơn tại địa phương. Cụ thể, ở xóm Sơn Thình, xã Phong Thình, ông Nguyễn Văn Thanh là bệnh binh, bị mù, không con cái, vợ vừa mới mất tầm 3 tháng trước, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Ở xóm Liên Sơn, xã Thanh Liên, ó Nguyễn Thị Tời, không may mắc bệnh ung thư, hoàn cảnh vô cùng néo đớn và đáng thương. Gia đình bà còn lại là được đón nhận là đoàn thanh niên của Hoa Phượng Đỏ đã đến có giúp đỡ hỗ trợ gia đình là nẹp giòn, nói chung là phụ giúp gia đình hoàn cảnh là néo người thì ông là cùng nằm lâu ngày rồi. Thì trong cái cảm nhận của bác với cái hoạt động này á, là bà thấy là rất có cái tình người, rồi là cả để là cho vừa là tổ chức trả để cho các con là có cái trường đoàn của toàn dân này thử học hỏi này. Thì là cái tình cảm giữa là đoàn viên và với nhau với lại với các hộ gia đình có hoàn cảnh là bác thể đồng thành và cảm ơn và mong sao bác mong sao là tôi đoàn thảo phương đỏ này nhà trường làm điều kiện đoàn là nhiều hơn là để cho vừa là giúp toàn dân vừa có những cái hoàn giá nhất là gia đình hoàn cảnh khó khăn là tốt nhất như thay mặt gia đình bác xin cảm ơn. Ngày tại lúc này hồi đấy thời tiết trở nên rất là nắng nóng nhưng mà các bạn đoàn viên của thành trường báo vẫn đang tích cực để hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Như mọi người đã thấy thì đấy chính là tinh thần tuổi trẻ của thành trường báo luôn luôn nhiệt huyết và hưởng ứng tích cực để những hoạt động của tỉnh đoàn. Từ đó chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái để tất cả mọi người để càng ngày cộng đồng càng được giúp đỡ và đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Cả cái tình nguyện viên thì thực hiện cái chiến dịch này là rất tốt, nhiệt tình và qua đấy thì cũng rèn luyện được cả cái kỹ năng cho cả cái đoàn viên thanh niên. Ngoài ra thì cùng những cái hoạt động này thì nó cũng mang tính chất là nhân văn, cũng được nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, rồi cũng giáo dục được cái tinh thần nhân ái đối với là đoàn viên thanh niên. Và sau một ngày công thì khuôn viên của trường sánh sạch đẹp hơn, cả cái khu vực mà cả cái gia đình chính sách, cả cái khuôn viên nướng vườn của cả cái gia đình này được nẹp giòn, quẹt giòn sạch sẽ, tạo cái môi trường không gian thông thoáng hơn. Còn ở đơn vị ở khu vực trường thì luôn luôn đảm bảo là trường sánh sạch đẹp, là cả cái hoạt động nó mang nó rất có ý nghĩa thiết thực và bổ ích đối với mỗi đoàn viên thanh niên. Vậy là chiến dịch chiến sĩ hoa phượng đỏ tại trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3 đã kết thúc vô cùng tốt đẹp, để lại trong chúng ta nhiều dấu ấn của lòng nhiệt huyết, tình yêu thương và tinh thần tương thân tương ái. Hãy cùng
nhau trở thành một cô, một cầu chiến sĩ hóa phường đỏ, góp chút sức mình. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa niềm hạnh phúc cho cả cộng đồng, các bạn nhé.